Bóng đá đã trở lại trên sân cỏ cả nước và bắt đầu bằng những trận đấu ở vòng loại và vòng 16 đội cúp quốc gia 2020. Có lẽ quãng nghỉ quá dài vì dịch Covid-19 và phải tập chay hoàn toàn đã ảnh hưởng rất lớn đến thể lực cũng như phong độ của các cầu thủ. Vấn đề này hiện hữu rất rõ với các câu lạc bộ như Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Nam. Họ đã phải dừng chân tại cúp quốc gia và bị đánh bại bởi các đội bóng đường giá yếu hơn. Trong đó đáng lo nhất là những cái tên mà huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thường xuyên được gọi lên đội tuyển quốc gia. Ở Hoàng Anh Gia Lai, các tuyển thủ như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh đã thi đấu hoàn toàn dưới sức. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại bất ngờ của đội bóng Phố Núi trước Nam Định. Tại vị trí tiền vệ mỏ neo mà Tuấn Anh thường chơi rất hay ở giai đoạn trước khi nghỉ dịch, cầu thủ người Thái Bình bây giờ đã không tốt. Anh cũng có phần trách nhiệm trong hai bàn thua của Hoàng Anh Gia Lai. Tuấn Anh tỏ ra bị hụt hơi trong các pha tranh chấp và đeo bám. Bên cạnh Tuấn Anh, phong độ của Văn Toàn cũng là điều đáng lo không kém khi anh chỉ có một tình huống duy nhất gây sóng gió thực sự lên khung thành của đối phương. Cùng với đó, tiền đạo người Hải Dương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương háng và đầu gối. Anh phải nén đau để thi đấu. Ngoài ra, hậu vệ Vũ Văn Thanh, người được kỳ vọng sẽ trám chỗ của Trọng Hoàng trong thời gian tới, cũng thể hiện không tốt. Văn Thanh chưa thể lên công về thủ như trước kia và thường xuyên mắc lỗi vị trí. Nhận tập mà không được thi đấu thì cũng khiến các cầu thủ cảm thấy nó hơi chán nản. Tất nhiên là không được thi đấu nhiều thì các cầu thủ sẽ phong độ không, các cầu thủ sẽ đi xuống. Ở SHB Đà Nẵng, tiền đạo đang khoác áo đội tuyển Việt Nam Hà Đức Chinh cũng khiến huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và huấn luyện viên Park Hang-seo phải lo lắng khi liên tiếp gặp những vấn đề về sức khỏe. Trước đây anh từng phải nằm viện điều trị men gan cao trong một thời gian khá dài rồi quay trở lại tập luyện. Tuy nhiên, hiện tại thể lực của tiền đạo người Phú Thọ vẫn chưa được đảm bảo và chưa lấy lại được phong độ. Gần đây nhất trong trận gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại cúp quốc gia, Đức Chinh còn dính chấn thương và phải rời sân chỉ sau 20 phút thi đấu. Thế như ngày hôm nay thì thấy thể lực cũng không được tốt lắm. Họ tập luyện như họ ít được cọ sát thi đấu thì nó ảnh hưởng tới cái hơi để mà chơi trong trận đấu lớn, không có. Khi quay trở lại tôi đã chuẩn bị để cho Đức Chinh để thi đấu nhiều hơn như mong muốn của đội tuyển. Nhưng tôi biết là phong độ của Chinh có lúc này lúc kia, nhưng cũng tội, cũng phải thông cảm cho Đức Chinh cũng bị áp lực rất là nhiều. Khi một cầu thủ bị áp lực quá nhiều thì anh ta phong độ không tốt. Trong khi đó, tại Quảng Nam, tiền đạo Hà Minh Tuấn, người được kỳ vọng sẽ thay thế anh Đức, mới trở lại sau chấn thương và không thể thi đấu đúng phong độ. Một tuyển thủ khác là Nguyễn Huy Hùng vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thi đấu cùng với Quảng Nam dù đã bình phục chấn thương. Anh Tuấn, cái cảm giác cũng chưa được tốt lắm. Khi mà nắm cái khoảng thời gian chấn thương cũng khá lâu và mới trở lại. Nguyễn Hùng thì phải mất một khoảng thời gian tương đối dài vì thế là chấn thương Nguyễn Hùng đã khỏi, nhưng mà Nguyễn cần phải có thể thấy vấn đề thể lực và phong độ của các tuyển thủ quốc gia đang là cơn đau đầu đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong bối cảnh AFF Cup 2020 và các trận đấu của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang đến gần, huấn luyện viên người Hàn Quốc chắc chắn đã nhìn ra được điều này và liệu ông có những giải pháp gì để khắc phục vấn đề này. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có 4 đợt tập trung trong năm 2020 để chuẩn bị cho các trận đấu. Đợt đầu tiên kéo dài trong một tuần từ 30 tháng 8 đến 6 tháng 9, đợt 2 trong 2 tuần từ 30 tháng 9 đến 14 tháng 10 và hai đợt tập trung khác chưa chốt ngày trong tháng 10 và tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.